Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày cao điểm của mùa vọng vừa qua, một trong những công việc có thể nói là vất vả nhưng mang lại nhiều ý nghĩa cho anh em linh mục chúng tôi, đó là việc ngồi tòa giải tội. Tôi quan sát thấy rất đông các tín hữu đến để xưng thú tội lỗi của mình. Và tôi cũng nhận thấy có những người sao họ mới xếp hàng hôm trước rồi hôm sau lại cũng thấy xuất hiện. Hình như họ xưng tội mỗi ngày một lần thì phải. Và rồi khi tôi hỏi: tại sao hôm qua thấy chị xếp hàng rồi mà hôm nay lại thấy xưng tội nữa? Và có một chị nói thế này: con cứ tưởng là các cha lạ, ai ngờ toàn cha quen. Cuối cùng thì khi gần đến nơi lại thấy ông cha này mình quen quá, cho nên còn không dám xưng tội. Người ta ngại ngần khi phải xưng thú tội mình với một người quen biết. Ấy vậy mà vào đầu mùa vọng vừa qua, trong đoàn ngũ hối nhân đông đảo xếp hàng xưng tội tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Roma, thì người ta thấy một cụ già áo trắng cũng xếp hàng chờ đến phiên xưng tội. Cụ già ấy Đức Giáo hoàng Francisco. Chuyện Đức Giáo hoàng xưng tội không có gì phải ồn ào, bởi vì Ngài cũng là một con người như chúng ta. Nhưng nếu Ngài muốn tìm một linh mục lạ thì chắc các linh mục ở Roma ai lại không biết Đức Giáo hoàng. Chuyện Đức Giáo hoàng xưng tội cùng với đoàn ngũ hối nhân thể hiện một lòng khiêm tốn thực sự và cũng trở thành một gương sáng về lòng sám hối, về tư cách của những người con cái Thiên Chúa cần phải được gột tẩy để sống một niềm tin tinh tuyền. Câu chuyện của chúng ta hôm nay chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu xuống dòng sông Giô-đan đón nhận phép rửa của Gioan. Chắc chắn nếu ta nhìn với con mắt tự nhiên, ta không khỏi ngạc nhiên, bởi vì Đức Giêsu từng đi rao giảng là một vị thầy trong dân mà lại đón nhận phép rửa của vị tiền hô, đón nhận phép rửa như
một người Do Thái bình thường đón nhận phép rửa như một tội nhân. Chắc chắn Chúa Giêsu không phải là tội nhân. Vậy thì tại sao Ngài lại đón nhận phép rửa sám hối của Gioan? Có lẽ trong muôn vàn lý do, ta có thể đọc thấy những lý do làm cho ta hiểu được Đức Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan để Ngài trở nên người đồng phận với chúng ta. Thánh Phaolô nói: Đức Giêsu trở nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Ngài trở nên người đồng phận với phận khổ, phận tội lỗi của con người. Ngài mang lấy tất cả những khổ đau của con người, gánh lấy các tội lỗi của con người, để Ngài trở nên trưởng tử trước một đàn em đồng đục. Ngài trở nên gương mẫu cho đời sống thống hối, trở nên gương mẫu cho lòng khát khao được thanh tẩy, trở nên gương mẫu cho những con người biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Chính khi Thiên Chúa trở nên đồng phận với con người như thế, Ngài đồng lao cộng khổ với chúng ta. Không những khó khăn vất vả nào của con người mà Đức Kitô không nếm chịu, không có sự khốn khó nào của con người mà Đức Kitô không trải qua, không có nỗi bi đát nào của con người mà Đức Kitô không thể cảm thấu. Ngài trở thành kẻ gần gũi với chúng ta. Ngài chia sẻ tất cả những gì của con người. Ngài là kẻ đồng hội, đồng thuyền với chúng ta trên cuộc nhân sinh này. Và một khi Ngài chấp nhận đồng hội và đồng thuyền như thế, Ngài đồng cảm với tất cả chúng ta. Không có sự yếu đuối bi đát nào mà Ngài không thể cảm thông, không có tội lỗi nào mà Ngài không thể không tha thứ, không có một điều gì có thể ngăn cản lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì Đức Giêsu chính là dung mạo lòng xót thương của Chúa Cha, Đấng đã đến để bày tỏ trọn vẹn lòng thương xót, Đấng đã đến để đồng cảm với con người. Thiên Chúa thấu hiểu được sự khốn khổ khi con người phải rìa xa Thiên Chúa. Thiên Chúa thấu hiểu được sự dày vò của tội lỗi gặm nhấm lương tri của con người. Thiên Chúa thấu hiểu sự khốn cùng của những con người sống trong tội lụy, và Ngài đến để giải thoát họ. Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống viên mãn, sống và sống dồi dào, sống và sống hạnh phúc. Thiên Chúa một khi đồng cảm với chúng ta như thế, Ngài đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Mọi bước chân của chúng ta, mọi cảnh huống của cuộc sống, mọi lúc buồn vui thành bại, Thiên Chúa đồng hành với con người. Thiên Chúa đi cùng bước chân của chúng ta, có khi là những bước chân vấp ngã. Thiên Chúa bên cạnh chúng ta, có khi là những bước chân trật đường. Thiên Chúa đồng hành bên chúng ta, có khi là những bước chân siêu vẹo. Ngài đồng hành với chúng ta như thế để Ngài làm cho tất cả chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu khi chúng ta bước theo Ngài. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu khi chúng ta được dìm vào trong giếng rửa tội. Khi ấy chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng ta được đón nhận gia tài cao quý là sự sống vĩnh cửu. Và nếu như hôm nay khi Đức Giêsu đón nhận phép rửa của Gioan, có tiếng Chúa Cha phán: Đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Thì giờ đây khi chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với con một của Thiên Chúa, mỗi chúng ta cũng được
Chúa Cha long trọng giới thiệu: đây là con trai, con gái của ta, rất đẹp lòng ta. Mỗi khi chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng ta được tha thứ và chúng ta thực sự được Chúa Cha đón nhận như những người con trong đại gia đình của Chúa. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày để trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu, để chúng ta mang lấy trái tim của Chúa Giê-xu, biết rung động, biết yêu thương, biết cảm thông với những anh em, chị em của mình, biết hết lòng khiêm nhu đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi mỗi ngày, ngay từ khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội, để trở nên đồng hình đồng dạng. Và chính khi chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng như thế, chúng ta lại giới thiệu Chúa Giê-xu cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta trở thành phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, dẫn mọi người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Một khi được nên đồng hình đồng dạng như thế, chúng ta cùng với Chúa Kitô đồng thanh chúc tụng tạ ơn Chúa Cha, Đấng đã làm những điều kỳ tuyệt trong cuộc đời của Chúa cứu thế, và đặc biệt trong chính cuộc đời và lịch sử đời sống của chúng ta. Chúng ta đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa ban, vì hồng ân cứu độ Thiên Chúa trao tặng, vì những điều kỳ tuyệt Chúa đã dệt nên trong đời sống của mỗi con người. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta mừng kính lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa hôm nay. Chúng ta nhận thấy Đức Giê-xu đã đồng phận với chúng ta trong phận người khốn khổ. Ngài đồng lao cộng khổ với chúng ta trong những vất vả của cuộc đời. Ngài đồng cảm với chúng ta những nỗi truân chuyên, nhọc nhằn và ngay cả tội lỗi. Ngài đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, để Ngài làm cho chúng ta đồng hình đồng dạng với Ngài. Và giờ đây, cùng với Chúa Kitô, chúng ta đồng thanh chúc tụng Chúa. Chúng ta hân hoan vì nhận ra rằng mình là con cái của Chúa, mình có một cha chung, và tất cả có thể gọi diễn tả gần gũi: chúng mình là anh chị em của nhau. Giờ đây chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin ấy.